Quý tâm nhà vẫn đang giữ làn sóng Hồ Việt TV. Sau đây là phần tin quốc tế, mở đầu với Julie. Lãnh đạo MI5 và FBI đưa ra cảnh báo chung về đe dọa ngày càng tăng từ Trung Cộng. Lãnh đạo MI5 và FBI cảnh báo đe dọa dài hạn ngày càng tăng từ Trung Cộng đối với lợi ích của Anh Quốc và Hoa Kỳ trong lần xuất hiện chung đầu tiên của họ vào hôm thứ Tư. Tổng giám đốc MI5 Ken McCollum nói rằng cơ quan này đã tăng gấp đôi nỗ lực so với trước đó để ngăn chặn những hoạt động đáng lo ngại của Trung Cộng, và các cuộc điều tra tăng 7 lần so với năm 2018. Giám đốc FBI Christopher Wray cho hay chính quyền Trung Cộng là đe dọa dài hạn lớn nhất với kinh tế và an ninh quốc gia của Anh Quốc, Hoa Kỳ và các đồng minh ở Âu Châu, cũng như những nơi khác. Ông Wray nói rằng chính phủ Trung Cộng tìm cách định hình thế giới bằng cách can thiệp vào chính trị của chúng ta và các nước đồng minh. Bắc Kinh can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử ở New York năm nay vì họ không muốn một ứng cử viên từng biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn được bầu chọn. Ông Wray cảnh báo Trung Cộng trở thành đe dọa nghiêm trọng hơn cho doanh nghiệp Tây Phương, tìm cách đánh cắp công nghệ của các doanh nghiệp. Theo ông, chương trình tinh tặc của Bắc Kinh lớn hơn tất cả các nước khác cộng lại. Ông McCollum cho biết trong năm qua, Anh Quốc chia sẻ tin tình báo với 37 quốc gia để giúp họ ngăn chặn gián điệp online. Hồi tháng 5, cơ quan ông chặn đứng mối đe dọa nhắm vào các công ty hàng không không gian quan trọng. Nói về Đài Loan, ông Wray cho rằng Trung Cộng có thể tìm cách chiếm giữ hòn đảo bằng vũ lực, và nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ là một trong những gián đoạn khủng khiếp nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trả lời câu hỏi về bình luận của ông McCollum và Wray, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Cộng ở Anh Quốc cho hay, cáo buộc của quan chức tình báo Hoa Kỳ và Anh Quốc là hoàn toàn vô căn cứ, những trường hợp họ liệt kê không có thật. Hơn 50 bộ trưởng rời khỏi chính phủ Anh Quốc. Thủ tướng Boris Johnson níu kéo quyền lực nhưng nay phải từ chức khi có 4 bộ trưởng từ chức và cuộc nổi loạn không thể chặn đứng được từ chính các nhà lập pháp của ông và đe dọa sẽ làm tê liệt chính phủ Anh Quốc. Và hơn 50 bộ trưởng đã rời khỏi chính phủ trong vòng chưa đầy 48 giờ qua và nói rằng ông Boris Johnson không còn phù hợp để làm một thủ tướng sau một loạt những scandal, trong khi hàng chục người trong đảng bảo thủ của ông công khai nổi loạn. Ông Brendan Lewis, bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland, đã trở thành bộ trưởng nội các mới nhất từ chức vào hôm nay, theo sau quyết định từ chức của bộ trưởng Tài chánh, Y tế và bộ trưởng Sue Wells. Ông Lewis nói rõ rằng đảng của ông, các đồng nghiệp quốc hội, tình nguyện viên và cả nước xứng đáng tốt đẹp hơn. Một phái đoàn gồm các bộ trưởng cao cấp và một người đại diện các nhà lập pháp của đảng bảo thủ đến Downing Street vào tối thứ Tư, kêu gọi ông Boris Johnson từ chức và ra đi đàng hoàng. Lúc đầu thì ông Boris Johnson không lung lạc, thậm chí còn cách chức ông Michael Gove là một trong những bộ trưởng hiệu quả nhất của ông. Và phát biểu trước Quốc hội Ủy ban thì ông Johnson nói rằng ông sẽ không từ chức. Nhưng sau đó, trong một phát biểu mới nhất của mình, ông Boris Johnson đã tuyên bố sẽ từ chức, nhưng vẫn sẽ tại nhiệm chức vị thủ tướng cho đến khi mà đảng của ông tìm được một người thay thế mới. Iran bắt giữ nhiều nhà ngoại giao ngoại quốc. Truyền thông Iran cho biết vệ binh cách mạng Iran bắt giữ nhiều nhà ngoại giao ngoại quốc, trong đó có một người Anh cáo buộc họ là gián điệp. Chính phủ Anh nhanh chóng phủ nhận nhân viên bị bắt giữ, gọi tin này là hoàn toàn sai lệch. Diễn biến trên trùng hợp với căng thẳng tăng cao giữa Tehran và các cường quốc thế giới vì nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015 và tình trạng giam giữ công dân Tây Phương gia tăng gần đây ở Iran. Hãng thông tấn Fars cho biết cơ quan tình báo vệ binh cách mạng xác định và bắt giữ các nhà ngoại giao từ nhiều đại sứ quán ngoại quốc đang làm gián điệp ở Iran. Một nhà ngoại giao Anh sau đó bị trục xuất khỏi Iran. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước cho hay người Anh này được xác định là ông Giles Whittaker, phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Anh ở Iran, chỉ bị trục xuất khỏi khu vực nơi các nhà ngoại giao bị bắt giữ ở miền trung Iran. Truyền hình nhà nước cáo buộc ông thực hiện hoạt động tình báo ở khu vực quân sự. Một đoạn video cho thấy một người được cho là ông Whittaker đang nói trong phòng. Một phóng viên truyền hình nhà nước cho biết nhà ngoại giao này nằm trong số những người đến sa mạc Sahara cùng gia đình ông với tư cách là du khách. Người này chụp hình ở khu vực cấm, nơi lúc đó có cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra. Chính phủ Anh Quốc phản bác tin này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở London nói rằng tin bắt giữ một nhà ngoại giao Anh ở Iran là hoàn toàn sai lệch. Hiện chưa rõ số lượng, quốc tịch và ngày tháng bắt giữ các nhà ngoại giao khác. Thủ tướng Tân Tây Lan nói vấn đề an ninh Thái Bình Dương cần được giải quyết một cách địa phương.
Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern hôm nay nói rằng kiến trúc khu vực như diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương là quan trọng để giải quyết những vấn đề khu vực và vấn đề an ninh địa phương cần được giải quyết một cách địa phương. Lãnh đạo các nước diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương quy tụ tại Fiji tuần tới để dự họp hàng năm và tại thời điểm một số nước đang ngày càng lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Cộng. Đáng chú ý là thỏa thuận an ninh gần đây với quần đảo Solomon. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Lowy Institute tại Úc, thì bà Ardern đã nói Tân Tây Lan cam kết xem diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương là phương tiện để giải quyết các thách thức khu vực. Tân Tây Lan cam kết ủng hộ tham vọng lớn hơn về an ninh khu vực. Quan trọng hơn nữa là những thách thức an ninh địa phương cần giải quyết một cách địa phương. Với an ninh của các thành viên diễn đàn sẽ được giải quyết trước bởi gia đình diễn đàn. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Cộng tại Thái Bình Dương và nguy cơ quân sự hóa tại các đảo quốc nhỏ trong khu vực đang gây nên lo ngại, đặc biệt tại Úc và Tân Tây Lan cũng như Hoa Kỳ. Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy một thỏa thuận hợp tác khu vực với gần 12 nước về Thái Bình Dương liên quan đến cảnh sát, an ninh và thông tin dữ liệu. Khi bà Ardern đang phát biểu tại Úc thì chính quyền của bà công bố xem là chính sách quốc phòng, chiến lược và đầu tư, một phần vì sự cạnh tranh địa chiến lược gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Penny Hennier cho biết là quân đội hợp tác hàng ngày với các đồng minh để bảo vệ an ninh và sự ổn định trong khu vực. Úc mở rộng chương trình chích liều thứ tư vaccine COVID-19 vì đe dọa mới từ biến thể phụ của Omicron. Nước Úc hôm nay công bố sẽ mở rộng chương trình chích liều thứ tư vaccine COVID-19 từ tuần tới do số phải vào nhà thương tăng vì biến thể phụ BA4 và BA5 của Omicron. Những biến thể phụ mới này hiện nay trở thành chủng thống lĩnh ở nhiều quốc gia, với các chuyên gia cảnh báo chúng có thể dẫn đến số người phải vào nhà thương và tử vong sẽ tăng, vì chúng lây lan nhanh hơn các biến thể khác. New South Wales cảnh báo tiểu bang đang trải qua làn sóng lây nhiễm mới vì biến thể phụ BA4 và BA5. Trong khi đó, Victoria công bố những biến thể phụ này trở thành chủng thống lĩnh ở tiểu bang. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Mark Butler nói rằng dịch bệnh chưa kết thúc, chúng ta đang bước vào làn sóng thứ ba, vốn tăng thêm áp lực lớn lên hệ thống y tế và bệnh viện. Khoảng 4.000 người phải vào nhà thương vì COVID-19 ở Úc, con số lớn nhất kể từ đầu tháng 2 khi nước Úc trải qua đợt bùng phát Omicron. Từ thứ hai tới, những người từ 30 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện chích liều vaccine thứ tư sau khi ban cố vấn chích ngừa cập nhật khuyến cáo. Thay đổi này có nghĩa là hơn 7 triệu người sẽ đủ điều kiện để chích liều vaccine tăng cường thứ nhì sau khi kiểm soát được virus thông qua các quy định biên giới nghiêm ngặt và phong tỏa. Nước Úc bắt đầu sống chung với virus từ cuối năm ngoái, dần dần nới lỏng các quy định sau khi tỷ lệ chích ngừa cao hơn. Nước Úc hôm thứ Tư bỏ quy định hành khách quốc tế phải khai báo tình trạng chích ngừa của họ, kết thúc thêm một quy định khác. Cambodia mời Bộ trưởng Ngoại giao Nga dự cuộc họp ASEAN. Cambodia mời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov dự cuộc họp ASEAN chuẩn bị diễn ra đầu tháng 8. Một quyết định mà sẽ gây nên lo ngại giữa cộng đồng quốc tế vốn chia rẽ trong cách phản ứng với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trong cuộc họp báo này, Bộ trưởng Ngoại giao Cambodia là Prek Sokhon cho biết ông mời Bộ trưởng Nga dự diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cuộc họp liên quan khác. Là chủ tịch ASEAN năm nay thì Cambodia cũng mời Miến Điện dự các cuộc họp, mặc dù chỉ mời đại diện phi chính trị. Ông Prek Sokhon gần đây đến thăm Miến Điện, nơi chính quyền quân phiệt lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi năm 2021. Cambodia sẽ tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN là một phần của diễn đàn ASEAN, cũng như các cuộc họp liên quan khác tại Phnom Penh trong 4 ngày từ 3 tháng 8. Kể từ khi mà cuộc xâm lược bắt đầu cuối tháng 2, thì việc Nga tham dự các cuộc họp quốc tế trở thành chủ đề tranh luận, đặc biệt đối với những nước chủ nhà, lo sợ một số nước tẩy chay các cuộc họp đa phương của họ. Ông Prek Sokhon cho biết là Moscow vẫn chưa xác nhận chính thức Bộ trưởng Ngoại giao sẽ dự cuộc họp. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ cho hay ông Lavrov nhiều khả năng là sẽ tham dự. Miến Điện cũng là tâm điểm của cuộc thảo luận. Không một quan chức cao cấp nào gần đây mà được mời dự các cuộc họp của ASEAN. Và các lãnh đạo của nhóm này tháng 4 năm ngoái đồng ý đồng thuận 5 điểm để chấm dứt bạo lực tại Miến Điện. Miến Điện không được mời dự các cuộc họp của khối cho đến khi đạt được tiến triển đáng kể theo thỏa thuận. Bắc Hàn triệu tập cuộc họp để củng cố sự lãnh đạo vững chắc của đảng.
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un triệu tập cuộc họp chưa từng có tiền lệ để củng cố sự lãnh đạo vững chắc của Đảng Công dân Bắc Hàn trên toàn xã hội. Hãng thông tấn KCNA cho hay đây là cuộc họp đầu tiên như thế này liên quan đến thực hiện việc củng cố tổ chức và tư tưởng của các cấp trong đảng cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng. Sự kiện tập trung vào các bộ phận hướng dẫn đời sống đảng POG, những tổ chức chịu trách nhiệm giám sát lòng trung thành của các quan chức và đảng viên trên khắp đất nước. Là một phần của ban tổ chức và hướng dẫn, POG giám sát các khuynh hướng và khuôn mẫu trong hành vi của các cá nhân, đặc biệt là những hành vi có thể gây tổn hại cho lợi ích của lãnh đạo tối cao. Các kỹ thuật POG thường áp dụng bao gồm các buổi tự phê bình thường xuyên, nơi những người tham gia được yêu cầu tự kiểm điểm và đối diện với phê bình từ những thành viên khác. POG cũng chịu trách nhiệm truyền đạt chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo cấp cao và đóng một vai trò trong việc lựa chọn ứng viên được phép tranh cử trong các cuộc bầu cử tại Bắc Hàn. Phát biểu trước hội nghị, ông Kim gọi POG là mạch máu và tuyến thần kinh, liên kết chặt chẽ các tổ chức đảng với Ủy ban Trung ương và là trục chính thực hiện các ý tưởng và chính sách của đảng. Ông Kim liên tục triệu tập các cuộc họp nhằm tăng cường kiểm soát đất nước. Theo các chuyên gia, những biện pháp phòng chống dịch bệnh giúp chính quyền độc đoán của ông áp đặt các kiểm soát mới lên kinh tế, đi lại, truyền thông và những lĩnh vực khác của xã hội. Mưa lớn nhấn chìm Đông Bắc Hoa Lục. Mưa lớn trút xuống khu vực Đông Bắc Hoa Lục hôm nay và gây nên lũ lụt, làm xe bus mắc kẹt, nhấn chìm đường phố, ảnh hưởng lớn đến người dân tại nhiều thành phố. Ở Thẩm Dương thì thủ phủ tỉnh Liêu Ninh có hơn 7 triệu người dân thành phố bị bất ngờ vì mưa lớn chưa từng thấy. Mặc dù nhà chức trách đang phát đi nhiều báo động đỏ từ hôm thứ Tư, dân chúng thức giấc với tin nhắn trên điện thoại khuyến cáo là họ hoãn đi làm, hủy hoạt động không thiết yếu vì thời tiết khắc nghiệt. Dữ liệu cảnh sát giao thông cho thấy 52 đoạn đường bị ngập nước. 5 học sinh, một tài xế bị mắc kẹt trong xe bus trường học được nhóm cứu nạn cứu thoát bằng xuồng cao su. Từ tỉnh Hà Bắc tại miền Bắc cho đến An Huy tại miền Đông thì nhiều tài xế này mắc kẹt trên xe do chết máy trên đường ngập nước. Trong tháng qua, Hoa Lục trải qua thời tiết khắc nghiệt từ nắng nóng đến lũ lụt lịch sử cũng như bão Saba trong bão đầu tiên trong mùa bão. Tỉnh Cát Lâm cũng phát đi cảnh báo lũ lụt. Tại Diên Cát, thành phố của Cát Lâm trên biên giới với Bắc Hàn, một người được khen ngợi vì sự dũng cảm sau khi nhảy xuống sông cứu vợ của anh ta mặc dù không biết bơi. Dự báo trong 12 giờ tới thì nước lũ sẽ nhấn chìm đồng ruộng, các vùng đô thị ở các thành phố như Trường Xuân và Tứ Bình. Sau 40 năm tuyệt chủng, tê giác trở lại Mozambique. Hơn 4 thập niên sau khi tuyệt chủng ở địa phương, tê giác trở lại thiên nhiên hoang dã ở Mozambique. Tê giác được đưa từ Nam Phi đến để mang lại sức sống mới cho các công viên và thúc đẩy du lịch địa phương. Một nhóm nhân viên kiểm lâm bắt giữ, bắn thuốc mê và chuyển những con tê giác đen và trắng hơn 1.600 km đến công viên quốc gia Sinaf với diện tích hơn 400.000 hecta và có hơn 2.300 động vật khác. Tê giác tuyệt chủng tại công viên Sinaf nhiều năm qua, ít nhất khoảng 70 năm. Tê giác sẽ được đưa trở lại khu vực này. Chúng rất quan trọng với hệ sinh thái. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng hết sức để đưa tê giác về lại đây. Tổ chức bảo tồn Peace Parks Foundation, gọi tắt là PPF, đặt mục tiêu di chuyển hơn 40 con tê giác đến Mozambique trong 2 năm tới. Ông Vickery hy vọng tê giác trắng sẽ sinh trưởng mạnh tại công viên Zina trong 10 năm tới. Quản lý dự án Anthony Alexander của PPF cho biết tổ chức này đã đưa nhiều động vật săn mồi và voi đến công viên. Giới chức Mozambique cho hay chương trình lịch sử này cũng sẽ mang lại lợi ích cho ngành du lịch sinh thái của đất nước. Số lượng động vật hoang dã ở Mozambique bị ảnh hưởng nặng vì 15 năm nội chiến kết thúc năm 1992 và nạn săn bắt trộm. Con khỉ nhện tên Elvis tại sở thú Boise bước sang tuổi 60 được xem là già nhất thế giới. Khỉ nhện thì thường sống không quá 40 năm, nhưng một con khỉ nhện tại sở thú Boise gần đây mừng sinh nhật lần thứ 60 và nó có thể là con khỉ nhện già nhất trên thế giới. Con khỉ mắt xanh tên Elvis sống đến tại sở thú này từ năm 1973, nhưng trước đó được một người tặng cho sở thú Denver. Ông Jeff Acosta là điều phối viên marketing của Friends of Zoo Boys cho biết là Elvis vẫn rất nhanh nhẹn. Nhân viên sở thú không biết ngày sinh chính xác của Elvis, nhưng tổ chức sinh nhật ngày 2 tháng 7 hàng năm.
Mặc dù hoặc bác Elvis hơi cau có với một số nhân viên và chỉ thích nữ nhân viên. Ông Augusta cho biết là Elvis không thích bất kỳ nam nhân viên nào làm việc tại sở thú, đặc biệt là nó rất ghét ông. Khi nhờ anh thường sinh sống tại Mexico, Panama, Ecuador, chúng có khớp vai linh hoạt giúp cho chúng dễ dàng di chuyển từ cành này sang cành cây khác, nhưng không có ngón tay cái. Đặc điểm này làm cho tay của chúng giống như là cá móc và cho phép chúng truyền cành rất nhanh. Đôi của khỉ nhện có khả năng bám móc, có thể sử dụng như là chi thứ năm. Màu sắc có thể khác nhau giữa các loài, nhưng toàn bộ khỉ con mới chào đời thì đều có mặt và tai màu hồng. Và khỉ nhện thường ăn trái cây, nhưng theo một nghiên cứu đầu năm cho thấy là những loại trái cây này có hàm lượng cồn từ 1% đến 2%, tạo thành phụ phẩm của sự lên men tự nhiên. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin quốc tế, và một lần nữa sau vài thông tin thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.